cập nhật mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua. Lực lượng Chechnya tuyên bố kiểm soát làng ở Bắc Ukraine. Bí ẩn tung tích các tàu chiến thuộc hạm đội Biển Đen của Nga. Nga đưa sinh viên châu Phi sang tham chiến ở Ukraine, đe dọa trục xuất. Du kích Ukraine đột nhập, phát hiện kho báu quân sự khủng của Nga chuẩn bị đưa đến Kharkov. Không quân Ukraine lần đầu không kích lãnh thổ Nga, trung tâm chỉ huy Nga ở Belgorod nổ rung chuyển. Nga choáng váng mất cùng lúc hai chiếc Su-57 tối tân sau đòn tập kích lịch sử của Ukraine. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thiên Ý mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Kính thưa quý vị, ông Kadyrov thông báo các quân nhân thuộc trung đoàn Chechnya cùng các đơn vị của Nga đã kiểm soát Rizhetka, ngôi làng gần biên giới thuộc tỉnh Sumy của Ukraine. Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov vào ngày 9 tháng 6 thông báo những người lính của trung đoàn Armat Chechnya thuộc Bộ Quốc phòng Nga dưới sự chỉ huy của Alasbar Saliyev cùng quân nhân từ các đơn vị Nga khác mở chiến dịch và giải phóng làng Rizhetka nằm gần biên giới. Thưa quý vị, Rizhetka thuộc tỉnh Sumy của Ukraine có dân số vài trăm người trước chiến sự. Rizhetka nằm gần làng Tetkino thuộc tỉnh Kursk của Nga, nơi dân quân thân Ukraine từng mở chiến dịch tấn công hồi tháng 3. Ông Kadyrov cho biết chiến dịch tiến công quy mô lớn của lực lượng Nga khiến Ukraine chịu tổn thất đáng kể và buộc phải rút lui. Các đơn vị Nga phối hợp hiệu quả và đạt được bước tiến trong 3 ngày mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Yuri Zako, lãnh đạo huyện Bilopilia thuộc tỉnh Sumy, sau đó phủ nhận tuyên bố của ông Kadyrov và cho biết không có lực lượng Nga tại làng Rizhetka. Giới chức địa phương trước đó sơ tán người dân ở một số khu dân cư gần biên giới tại tỉnh Sumy do các đợt tập kích của Nga gia tăng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 26 tháng 5 cảnh báo Nga tập trung lực lượng cho đợt tấn công mới nhằm vào miền Bắc nước này. Giới chuyên gia khi đó nhận định mục tiêu chiến dịch mới của Nga có thể là tỉnh Sumy ở đông bắc Ukraine. Bí ẩn tung tích các tàu chiến thuộc hạm đội Biển Đen của Nga. Newsweek đưa tin, giới phân tích đang đau đầu giải mã câu hỏi hạm đội Biển Đen của Nga đã đi đâu và về đâu. Một phần lớn các tàu thuộc hạm đội Biển Đen của Nga đã được nhìn thấy rời cảng Novorossiysk trong tuần này, với các hình ảnh vệ tinh cho thấy các bến cảng ở miền nam nước Nga gần như trống rỗng. Hạm đội Biển Đen của Nga vốn đã hứng thiệt hại đáng kể bởi các cuộc tấn công dữ dội và liên tục của máy bay và xuồng không người lái cũng như tên lửa chống hạm của Ukraine trong suốt thời gian qua. Mối đe dọa bị tấn công hiện vẫn luôn hiện hữu đối với hạm đội Biển Đen. Theo các chuyên gia phân tích, ý đồ đằng sau việc các tàu thuộc hạm đội Biển Đen của Nga rời Novorossiysk xa hơn khỏi lãnh thổ do Ukraine kiểm soát và được coi là an toàn hơn các cảng ở Crimea vốn bị lực lượng Kiev bắn phá liên tục vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, hiện theo các nhà nghiên cứu tình báo nguồn mở theo dõi hạm đội Biển Đen, một số tàu vẫn ở trong khu vực lãnh hải gần Novorossiysk. Nhà nghiên cứu MT Anderson của OSINT đã đăng tải các hình ảnh vệ tinh cập nhật về căn cứ Novorossiysk của Nga hôm thứ Năm trên X, trước đây là Twitter, cho thấy một số tàu đã neo đậu trong vùng lãnh hải cách cảng Novorossiysk 4 km từ lối vào cầu tàu nơi chúng neo đậu trước đó. Theo ông Anderson, hiện không thể giải thích được là các tàu Nga rời cảng Novorossiysk là để huấn luyện hay nhằm phân tán lực lượng, tránh các cuộc tấn công của Ukraine. Trong số các tàu được phát hiện vẫn đang neo đậu trong vịnh, có hai tàu kéo cứu hộ, hai tàu tuần tra và một tàu khu trục thuộc lớp đô đốc Grigorovich hoặc lớp Krivak. Nhà phân tích H.I. Sudden của OSINT cũng đồng tình rằng là Nga đã di chuyển các tàu chiến khỏi bến cảng trong căn cứ hải quân Novorossiysk tới các vị trí trong vịnh. Ngoài ra, thì một đoàn tàu gồm 8 chiếc không rõ thành phần cũng được vệ tinh chụp lại đang hướng tới Crimea vào hôm thứ Năm.
Trong khi đó, Hải quân Ukraine cập nhật tình hình vào sáng thứ Sáu lưu ý rằng họ phát hiện chỉ có một tàu Nga ở Biển Đen, 10 tàu ở Biển Azov và một tàu ở Biển Địa Trung Hải. Hải quân cũng ghi nhận việc các tàu chiến Nga tiếp tục di chuyển giữa Biển Đen và Biển Azov qua eo biển Kerch. Ông Sergei Bratchuk, người phát ngôn của quân tình nguyện miền Nam Ukraine cho biết, Moscow đang điều một số tàu ngầm mang tên lửa hành trình tới Crimea. Hạm đội Biển Đen gần đây đã buộc phải từ bỏ phần lớn các căn cứ truyền thông của họ trên bán đảo Crimea vì liên tục hứng chịu các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine. Mặc dù không có lực lượng hải quân mạnh mẽ, Ukraine đã liên tiếp giành được nhiều thành công gây thiệt hại nặng cho hạm đội Biển Đen của Nga. Trong số những tổn thất lớn mà Ukraine gây ra cho hạm đội Biển Đen, cho đến nay, đó là tàu tuần dương tên lửa dẫn đường Moscow, tàu ngầm tấn công Rostov-on-Don và một số tàu đổ bộ lớp Robucha. Kiev cũng phá hủy tòa nhà trụ sở của hạm đội Biển Đen ở Sevastopol trong một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình vào năm 2023. Nga đưa sinh viên châu Phi sang tham chiến ở Ukraine, đe dọa trục xuất. Quốc gia xâm lược Nga có khả năng sẽ đưa sinh viên từ châu Phi sang tham chiến ở Ukraine, đe dọa trục xuất nếu không ký hợp đồng với quân đội chiếm đóng. Cụ thể, địch đã sử dụng thêm nhân lực cho cuộc tấn công mới ở khu vực Kharkov bắt đầu vào tháng 5. Hãng tin Bloomberg viết về điều này, trích dẫn lời của một số quan chức châu Âu và Ukraine. Theo ấn phẩm, Điện Kremlin đã buộc hàng ngàn người di cư và sinh viên nước ngoài chiến đấu chống lại Ukraine. Tài liệu viết, sử dụng chiến thuật do PMC Wagner tiên phong áp dụng, các quan chức Nga ngày càng đe dọa không gia hạn thị thực cho sinh viên châu Phi và lao động trẻ trừ khi họ đồng ý gia nhập quân đội. Moscow cũng đang tuyển mộ tù nhân từ các nhà tù của mình, trong khi một số người ở châu Phi ở Liên bang Nga đang tiếp tục thị thực lao động, bị giam giữ và buộc phải lựa chọn giữa trục xuất hoặc là tham gia chiến sự. Một quan chức cho biết, việc đưa người di cư và sinh viên ra chiến trường dưới sự cưỡng bức đã có từ thời điểm bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine. Những đội quân này chịu thương vong đặc biệt cao vì họ ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong các cuộc tấn công nhằm bảo vệ những đơn vị được huấn luyện tốt hơn. Theo tình báo Ukraine, thì Nga đang tiến hành chiến dịch toàn cầu, tuyển mộ lính đánh thuê nước ngoài tại ít nhất 21 quốc gia, trong đó có một số quốc gia ở châu Phi. Các nhà báo viết, các chiến dịch tuyển quân của quân đội đang đưa ra những khoản tiền thưởng và mức lương béo bở cho những người nhập ngũ theo hợp đồng. Những kẻ tuyển mộ cũng đã nhắm mục tiêu vào những người di cư và sinh viên trước đây đã tìm việc làm ở Nga và trong một số trường hợp dụ dỗ những người khác bằng những lời hứa hẹn về công việc sinh lợi trước khi buộc họ phải trải qua khóa đào tạo và đi ra mặt trận. Một quan chức cấp cao Ukraine cho biết, số lượng chiến binh nước ngoài trong số tù nhân Ukraine bắt giữ trên chiến trường đã gia tăng, người châu Phi và người Nepal đặc biệt phổ biến. Trước đó, phong trào du kích Atash của người Ukraine và người Tatars ở Crimea cũng đưa tin Nga có liên quan đến lực lượng lính đánh thuê của quân đoàn châu Phi trong cuộc tấn công vào khu vực Kharkov. Những kẻ chiếm đóng thúc họ ra phía trước để xông vào các vị trí của Ukraine. Kết quả là người châu Phi đã bị tổn thất nặng nề. Du kích Ukraine đột nhập, phát hiện kho báu quân sự khủng của Nga chuẩn bị đưa đến Kharkov. Hàng chục hệ thống pháo tự hành, xe tải, xe tăng của quân đội Nga được triển khai tại bãi tập đã bị quân du kích Ukraine phát hiện. Phong trào du kích Atash phát hiện các thiết bị quân sự của Nga đang được chuẩn bị triển khai tới mặt trận Kharkov, được đặt tại một bãi huấn luyện quân sự ở Togliatti. Phong trào này đưa tin trên Telegram vào ngày 9 tháng 6. Tuyên bố cho biết, đặc vụ của chúng tôi đang tiến hành trinh sát toàn diện đơn vị quân đội này, nghiên cứu việc triển khai các hệ thống phòng không và thu thập các tài liệu cần thiết. Bộ Tổng tham mưu Ukraine vào ngày 6 tháng 6 thông báo, trong ngày quân đội Nga đã phóng 20 quả bom dẫn đường ở khu vực Kharkov từ lãnh thổ Nga, đặc biệt là từ các huyện Belgorod và Shebekino, thuộc tỉnh Belgorod. Cùng ngày có thông tin cho rằng các binh sĩ của lữ đoàn thủy quân lục chiến độc lập số 36 đã bắt giữ một nhóm người Nga ở Vovchan, tỉnh Kharkov. Ngày 4 tháng 6, nhóm tác chiến chiến lược
Kosytsia báo cáo rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt giữ khoảng 60 binh sĩ Nga gần Vovchansk. Naza Voloshin, người phát ngôn của nhóm quân tác chiến chiến lược Kosytsia vào ngày 2 tháng 6 cho biết lực lượng vũ trang đã kiểm soát 70% Vovchansk và giao tranh ác liệt đang diễn ra trong thành phố. Oleh Sinehubov ngày 8 tháng 6 cho biết Nga đã giảm các hoạt động tấn công ở khu vực Kharkov, nhưng vẫn tiếp tục tập hợp lại và cố gắng tiến sâu hơn nữa vào khu vực. Không quân Ukraine lần đầu không kích lãnh thổ Nga. Trung tâm chỉ huy Nga ở Belgorod nổ rung chuyển. Một máy bay chiến đấu của Ukraine được cho là đã lần đầu tiên không kích một trung tâm chỉ huy của quân đội Nga tại thành phố biên giới Belgorod. Hãng tin Sky News dẫn nguồn tin quân sự Ukraine cho biết, vào ngày 9 tháng 6, một máy bay chiến đấu của Ukraine lần đầu tiên tấn công vào lãnh thổ Nga. Vụ tấn công khiến cho một trung tâm chỉ huy quân sự Nga tại thành phố biên giới Belgorod bị hư hại. Nguồn tin cho biết, chúng tôi tiếp tục đánh giá thiệt hại của đối phương, song đây được xác nhận là một đòn đánh trực tiếp. Lần đầu tiên, quân đội Ukraine không kích mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Gần đây thì Ukraine tăng tần suất tập kích vào trong lãnh thổ của Nga, nhắm đến các mục tiêu như trung tâm chỉ huy quân sự, nhà máy lọc dầu. Các cuộc tập kích này chủ yếu sử dụng tổ hợp pháo và máy bay không người lái nội địa. Tuy nhiên, trong bối cảnh Nga mở mặt trận mới ở Kharkov, đông bắc Ukraine, thì hơn 10 quốc gia phương Tây đã bật đèn xanh cho phép Kiev sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan vào hôm 9 tháng 6 xác nhận Ukraine đã dùng vũ khí được Washington viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga. Trong khi đó, nội các Đức tuyên bố Ukraine có thể dùng vũ khí do Đức viện trợ để bảo vệ Kharkov khỏi các cuộc tấn công của Nga. Nga choáng váng mất cùng lúc hai chiếc Su-57 tối tân sau đòn tập kích lịch sử của Ukraine. Người phát ngôn cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine DIU, ông Andriy Yusov, cho biết theo đánh giá ban đầu, hai tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga đã bị phá hủy tại căn cứ đồn trú sau một cuộc tấn công của Ukraine vào ngày 8 tháng 6. Ông Yusov nói, chúng tôi đang tiếp tục thu thập, phân tích dữ liệu. Báo cáo sơ bộ cho biết, hai máy bay Su-57 của đối phương có thể đã trúng hỏa lực. Thưa quý vị, trước đó trang Pravda dẫn thông tin từ DIU cho biết, hôm 8 tháng 6, quân đội Ukraine đã tấn công vào căn cứ không quân Aktobin ở tỉnh Astrakhan của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 600 km. Theo phân tích của DIU, ảnh chụp vệ tinh ngày 7 tháng 6 cho thấy, tiêm kích Su-57 đồn trú tại căn cứ này vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, ảnh vệ tinh chụp ngày 8 tháng 6 cho thấy ở khu vực này xuất hiện những hố lớn và vết cháy đen do tác động từ vụ tấn công. Su-57 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga được trang bị công nghệ tàng hình tiên tiến. Theo các tài liệu quân sự của Nga, Su-57 có thể bay với tốc độ gấp đôi tốc độ âm thanh, độ cao tối đa khoảng 18 km và tầm hoạt động lên tới 2.900 km. Nga được cho là mới chỉ đưa 10 chiếc Su-57 vào biên chế. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.